Thì sáng nay Văn Thanh sẽ đi quay căn nhà. Thì chủ đất đang gửi Văn Thanh là trong khoảng từ 800 đến 820 thì được thì chủ đất sẽ bán. Nhà này nó nằm trong diện tích đất là 120 mét vuông đất thổ cư. Ấp 1A xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Chỗ này mình đi ra chợ Đệm với chợ Tân Bổ cũng gần lắm. Này, miếng đất này đồng thanh đồng thủ, ở sau đít nó còn cái ao. Thì bà con nào về nếu mà mua được cái ao thì mình mở rộng thêm. Nói chung chủ đất đang kẹt tiền lắm nên mới bán giá này nè. Thì ở đây đường đường đan này thì xe ba gác vô thôi. Đây chạy chút xíu dừng 200-300 mét ra tới lộ nhựa bờ lát á. Ở đây nè cũng đi ra lộ nhựa bờ lát. Thì căn nhà mình nó có cái gác lửng thôi, ở trong cũng có 2-3 phòng ở trong á. Thì giờ Văn Thanh chạy một đoạn ra ngoài để bà con mình thấy luôn. Thì phía trước ở đây vẫn còn ruộng đồng mênh mông. Ở phía trước đây đi ra khoảng chưa tới 100 mét là đường đường lộ nhựa đó. Thì mình hơi đi đường vòng này một tí. Đường này đường nội bộ của bà con mình thôi nên trong đây thì cư dân sống đầy đủ hết rồi. Đó, nhà cửa chung xung quanh đây thì dày đặc rồi. Vậy ở đây thì điện nước cũng có, internet có luôn. Cái lộ giới này hai bên vẫn còn mở rộng được. Thì bà con nào có xe du lịch về thì thương lượng mấy cái thêm 1 mét, 2 mét đường lúa này nè. Chắc không tốn nhiều tiền đâu. Ra tới cái đường nhựa này mình chạy thẳng tới chút xíu đó là đường của Hoa Viên đó. Nếu mình quẹo tay phải là đi ra chợ Tân Bổ rồi đi về chợ Đệm. Còn mình đi đường này thì mình đi qua bên ấp 1 Mỹ Yên. Thì mình chạy ra đường Công Vụ luôn, đi lên đường siêu tốc Sài Gòn Trung Lương. Thì từ lộ nhựa này mà đi chạy ra chợ Gò Đen của Văn Thanh bên kia mình đón khoảng 3 cây số đó lại thôi. Chạy qua chợ Tân Bổ chắc cũng khoảng 5 cây số. Văn Thanh chạy một đoạn ra đường Hoa Viên cho bà con thấy luôn. Tới ngã ba này thì mình đi về chợ Gò Đen với chợ Bình Chánh mình đi đường này nè. Mình đi về chợ Tân Vũ, chợ Đệm mình đi đường này, đi lên cầu Bình Điền đó. Thì Văn Thanh sẽ dừng cái clip này ở đây. Văn Thanh báo lại cái nhà này nó có diện tích đất thổ cư là 120 m. Giá của chủ gửi Văn Thanh là nói chung khoảng trong khoảng 800 triệu là người ta sẽ bán đó. Nhà thì xây nó nhỏ hơn diện tích, nó còn mở rộng thêm. Phía sau nhà nó có một cái ao của người ta, mình cần thì mình thương lượng để mình mua để mở rộng thêm. Thì bà con nào có nhu cầu ủng hộ giùm cho bạn ở đây, trong gia đình người ta cũng đang thiếu tiền, người ta mới cần sang lại.